Ngọc Hà xin thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 3. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Nhà vệ sinh ở đâu ạ? Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Trong bài học trước, chị Anna đã tặng chị Sakura một món quà lưu niệm của Thái Lan. Hôm nay, chị Sakura dẫn chị Anna đi quanh trường đại học. Bây giờ, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 3. Mẫu câu chính của bài hôm nay là トイレはどこですか? Nhà vệ sinh ở đâu ạ? Đây là Wow, Đó Toilet bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về đoạn hội thoại chị sakura nói ]ここは教室です. chỗ này là lớp học nghĩa là chỗ này ở à, đây là đại từ chỉ định để chỉ vị trí mà người nói đang ở là trợ từ đứng sau chủ đề của câu là lớp học ]です. được thêm vào sau danh từ để tạo thành vị ngữ trong trường hợp này thì kyo desu là lớp học là vị ngữ đúng không ạ? Vâng đúng rồi ạ. À, khi nhìn vào lớp học, chị Anna nói. Wa wow, hiroi. Oh rộng quá. Wa. Wow. À, diễn tả sự ngạc nhiên hay là cảm động. Hiroi. Là tính từ có nghĩa là rộng rãi. Vậy từ trái nghĩa với hiroi là gì ạ? À đó là. Semai Tức là chật hẹp ạ. Bây giờ các bạn hãy tập phát âm hai từ này nhé. Hiroi rộng rãi và xe mai chật hẹp khí xe mai tiếp theo chị sakura chỉ vào một tòa nhà lớn và nói à chỗ kia là thư viện à nghĩa là chỗ kia à, đây là đại từ chỉ định chỉ nơi ở xa cả người nói và người nghe wa là trợ từ đứng sau chủ đề Tohokan. là thư viện À, thực ra câu này nói đầy đủ là asoko tosho à, nhưng ở đây des đã được lược bỏ thế là không cần nói des cũng được ạ à? ừ, vâng à, nếu mà nói des thì sẽ lịch sự hơn ạ à. còn nếu bỏ đi thì sẽ thân mật hơn à, về cơ bản thì nói des khi ở trong lớp hoặc là trong công việc ạ à. như vậy des là một từ lịch sự để kết thúc câu có phải không ạ à? À, giống như là cái từ dạ hay là ạ trong tiếng việt vâng đúng rồi ạ à. À, tiếp theo, chị Anna hỏi chị Sakura Toilet là nhà vệ sinh ở đâu ạ? À? À, đây là mẫu câu chính của bài hôm nay Toilet Là nhà vệ sinh Từ này có nguồn gốc là từ toilet trong tiếng Anh à, Khi người Nhật mượn từ của các ngôn ngữ khác thì thường rút ngắn lại và phát âm theo kiểu Nhật à, Ví dụ, từ television của tiếng Anh tức là TV thành TV hay từ radio, là đài phát thanh, thì thành radio. Ừ, âm r phát âm nhẹ nghe như là l, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi đấy ạ. À, quay trở lại đoạn hội thoại. À, trong câu chị Anna vừa hỏi, thì wa là trợ từ đứng sau chủ đề. Đoko? Là ở đâu? Deska? Là dạng câu nghi vấn của this. À, nếu thêm ka vào sau des thì sẽ được một câu hỏi. Và khi hỏi thì phải lên giọng, có đúng không ạ? Vâng, đúng vậy. À, trong tiếng Nhật, khi đặt câu hỏi, à, chúng ta thường thêm ca vào cuối câu và lên giọng khi nói. Bây giờ, các bạn hãy phát âm lại cả câu đầy đủ nhé. Doko Tiếp theo, chị Sakura trả lời. Soko desu. Ngay chỗ đó thôi. Sungu. Nghĩa là ngay. Ờ, trong trường hợp này nó là phó từ để chỉ rằng địa điểm rất gần ừ, tôi có một thắc mắc về cách phát âm âm g trong sư ngự phát âm là sư ngự nghĩa là một âm đục hay là sư ngự là một âm mũi ạ à, à phát âm là sư ngự là âm mũi ạ ừ, thế thì khi nào phát âm thành âm đục mà khi nào thì là âm mũi ạ à, khi là âm tiết đầu tiên của một từ thì là âm đục phát âm như sau <laughs> À, còn đối với các trường hợp khác ví dụ như à, thì là âm mũi và phát âm như sau Nga, nhị ngự nhẹ ngộ À, thế ạ vâng à, nhưng mà chị thu hà và các bạn đừng lo ạ à, nếu phát âm thành âm đục hay là âm mũi thì người nghe vẫn có thể hiểu được vâng. à, vì nghĩa của từ không thay đổi ạ uhm, vâng tôi hiểu rồi ạ à, vâng à, tiếp theo từ Soko. nghĩa là chỗ đó à, đây là đại từ chỉ địa điểm hơi xa cả người nói và người nghe des là từ lịch sự để kết thúc câu. Sau đây, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại. Mẫu câu chính của bài hôm nay là トイレはどこですか? Nhà vệ sinh ở đâu ạ? ここは教室です. Wow, hiroi! あそこは図書館. Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn những điểm quan trọng của bài học. Bài hôm nay thì có một số đại từ chỉ định. Tôi muốn biết thêm về những từ này ạ. Vâng. À, vậy thì chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Đại từ chỉ định là những từ dùng để chỉ đồ vật, người hay địa điểm mà chúng ta nói đến. Chúng được gọi là từ Kosoado. Kosoado là các chữ đứng đầu các đại từ chỉ định được chia thành bốn nhóm như sau. Kore. Cái này. Koko. Chỗ này. Và. Đứng trước danh từ có nghĩa là này. Những từ này thuộc nhóm cô vì đều bắt đầu bằng âm cô. Nhóm từ này chỉ các đồ vật, người hay địa điểm gần với người nói. Cái đó. Chỗ đó. Và Đứng trước danh từ có nghĩa là đó. Ở những từ này thuộc nhóm so. Chỉ các đồ vật, người hay địa điểm gần với người nghe. Tuy nhiên, nếu người nói và người nghe ở gần nhau, thì những từ này để chỉ đồ vật, người hay địa điểm hơi xa cả hai người. Cái kia. Chỗ kia. Và Ano. đứng trước danh từ, với nghĩa là kia. Những từ này thuộc nhóm a à, để chỉ đồ vật, người hoặc địa điểm ở xa cả người nói và người nghe. và Dore. cái nào Doko. ở đâu và Dono. đứng trước danh từ với nghĩa là nào thuộc nhóm do à, khi chỉ phương hướng dùng các từ ]こちら. hướng này Sochira. hướng đó Atira. hướng kia và đó chỉ hướng nào. Các từ cô so ado rất quan trọng được sử dụng thường xuyên. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. À, hôm nay chúng ta học các từ miêu tả âm thanh khi một số con vật bước đi. Đó là tiếng vó ngựa. Không biết là từ nào để chỉ âm thanh này ạ? Pa-ca-pa-ca. À vâng, ngựa thì đi pa-ca-pa-ca. À còn một con voi lớn hơn rất nhiều thì đi... no noshi, noshi Ừ, thế để miêu tả một con thỏ đang nhảy thì sao ạ? À như thế này ạ. Pyong-pyong. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta vừa học các từ sau. Pa-ca-pa-ca. Noshi, noshi. Pion, pion. Trước khi kết thúc bài học là một tâm sự của Anna Chị Anna nghĩ lại những sự kiện diễn ra trong ngày Và tâm sự như sau <cười> <cười> Khi mình hỏi wa Nhà vệ sinh ở đâu ạ à? Thì mọi người đã hiểu Giờ thì đi đâu mình cũng có thể hỏi được đường rồi Các bạn thân mến, chúng ta vừa học bài 3 với mẫu câu chính là Nhà vệ sinh ở đâu ạ? À? Ở bài 4, chị Sakura sẽ đến thăm ký túc xá của chị Anna. Các bạn đón nghe nhé! Otanoshimi ni!